Sấy. Bay 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 bay. Sấy đi, cố lên. Ui ui. Sấy tiếp. Trời 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 trời. Mọi nhìn sức mạnh như chưa. Rồi, xong rồi. Đến thẳng hầm ngục luôn, còn 200 viên nữa. Còn hơn 220 viên nữa kìa. Đây, đến hầm ngục luôn đều. Wow. Ok, và hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Được rồi, thì tiếp tục với series ARK Bruta. Thì ngày hôm nay mình sẽ tự đặt ra một thử thách cho mình nhé các bạn. Ok, sử dụng khẩu súng máy liên thanh mạnh nhất để hủy diệt cái hầm ngục và hang băng Yeti nhé các bạn. Ok, thì mình vừa mới chế tạo được hơn 1.500 viên đạn anh em ơi. Đó, và một khẩu súng phòng ngừa. Gọi là phòng ngừa thôi. Ví dụ mà mẹ thú đến gần quá thì tôi dùng khẩu này nhé. Ok đó. Thì tập hôm nay mình sẽ cố gắng phá đảo hai cái hầm ngục này nhé các bạn. Đó, cả cái hang động này. Thì mình sẽ sử dụng 200 bình máu. Ok anh em, 200 bình máu rồi nhá. Chúng ta thêm một ít thức ăn nữa. Có cái bình gì tăng tốc độ, speed, tốc chạy gì đi nữa không thì tôi sẽ mang đi luôn. Mấy cái này là cái máu của siêu cấp này. Cái bình này thì tôi cũng không biết, bình này thì tôi cũng chịu luôn thôi. Cái này thì chắc là bó tay rồi, không 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 biết cái hai cái này loại này là cái loại gì luôn. Ok thì thử thách đầu tiên của mình sẽ là cái hang Yeti nhé các bạn. Hiện tại là cân nặng của mình đã đầy 3.000, à đâu, đầy bố nó 300 rồi. Đó, mấy cả máu của mình chỉ có 339 thôi. Máu mình khá là yếu luôn, thế nên là mình sẽ quyết định mua cái mẹ cái cân nặng đi. Mua cái tăng cân nặng đi các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bay đến hang Yeti để bắt đầu thử thách. Trời ơi, hai thử thách này gọi là cũng gọi là đơn giản đấy, nhưng mà không biết là 1.500 viên đạn. Đây gọi là thử thách mà các bạn, là chỉ đúng 1.500 viên đạn thôi nhé các bạn. Còn không thì dùng khẩu súng gun. Nhưng mà tôi nghĩ là thừa. Đó, thừa nhé các bạn. Một combo của nó là 4 9.000 máu cơ mà. Một băng đạn là 9.000 máu. Ui mẹ, mình nghĩ thiếu ấy. Có vẻ là thiếu đấy. Nhưng mà thôi kệ đi. Chúng ta sẽ bắt đầu đi qua hang băng Yeti để chinh phục thử thách. Đây rồi anh em ơi, mình sẽ mua cái tăng cân nặng. Đây. Tí chạy cho nó nhanh chứ không thì mẹ mày nó cắn chết. Đó, bao nhiêu cân nặng? Cái này trong vòng 1 giờ thôi. 3.000 cân nặng. Ôi, nhiều lắm. Bắt đầu nhá, đi nhá. Ok. Bật góc nhìn thứ nhất luôn, bắn cho nó giống mấy tựa game bắn súng. Úi giời. Vâng, nạn nhân đầu tiên đi ạ. Ồ, trâu lắm. Nguyện nó đúng cả bằng đạn của khác. Ui. Mẹ mày mới mở đầu đâu mà mày. Ui. Rồi. Đi một con đấy. Ui. Xuống 1.400 viên rồi, ba con đầu tiên đấy. Úi giời. Ai. Ôi, bọn này trâu thế, mẹ toàn 4.000 máu trở lên thôi. Ôi. Ăn đau lắm. Ui đồng thế. Chết rồi, điên rồi, điên rồi. Mẹ bảo đi cái hang này đúng điên luôn. Đi hầm ngục nó còn đỡ hơn cái hang này. Từ từ nhá. Đi tìm cái điểm rồi nó hợp lý đứng lên rồi bắn. Rồi. Rồi. Nhìn nó này. Ui. Đồng lắm. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái điểm nào đấy đứng nó cao cao lên, đứng đấy lên đấy bắn nó sướng hơn. Chứ mà đứng như này thì nó cắn chết. Ui 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 ui. Rồi. Rồi. Nó ra tận đây rồi. Hơi căng, máu máu yếu mà đánh là mình tăng tận 400 máu rồi. Mà thế đéo mà mẹ tăng. Như cứt đấy ạ. Còn nguyên 3.000 máu. À 300 máu. Đâm ra nó cắn. À đây bung bung hết rồi, bung hết rồi. Thế là ok, qua lần hai nhé các bạn. Thôi bỏ qua cái đầu tiên đi. Đầu tiên đông quá. Và cái thứ hai cứ đây 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 đây. Vàng này sáng đông lắm, đông cực kỳ luôn này. Bị nhìn lên này. Tí nữa nếu mà cái này hết đạn là phải sử dụng hỗ trợ của khẩu súng gun. Không thì không lại được luôn. Khẩu này bắn tốn đạn lắm. Xuống 1.300 viên rồi. Có khi đi hầm ngục còn dễ hơn cái đi cái này ấy. Thực sự mà nói đi hầm ngục còn dễ hơn đi cái này. Đi cái này nó khó hơn cả hầm ngục. Đây này, vào trong đây mới đông này. Các bạn chuẩn bị nhìn nhá.
Chuẩn bị xem tôi sấy này, trong đây mới đông này. Đấy, và có 5.000 máu thôi. Chạy. Đông thế làm sao mà chơi được. Ai ôi, mẹ con này cắn. Ai, cậu này nó có hack đam đâu mà làm sao mà nó vô địch thế được. Nó căng phết nhỉ. Ui ui sấy, bắn như mấy game bắn súng luôn, bắn sướng hơn, sướng lắm, bắn thú mà. Ui ui ui, ui. Nó ra ngoài, nó ra ngoài mày. Ôi ôi chú thế, nó cắn đau lắm, máu mình yếu, nó cắn từng cục một cơ. Ôi kìa mày. Ôi còn tận 3k5 máu nữa, bọn này trâu lắm, không có con nào dưới 2.000 máu đâu nhá, tất cả đều trên. Ok, tất cả đều trên 4-5.000, có con cao nhất là 15.000 máu, 15 đến 16.000 này, là khó lắm, không dễ như các bạn tưởng tượng đâu. Đi kìa, úi rồi ôi, đây này, đấy còn mấy con kia kìa, phải không? Vẫn hạn đông thế, mẹ mình đi qua được cái cửa này cũng khốn nạn này. Ui. Mày chết rồi. Ui con Yeti, mấy con này mới là mấy con boss cuối này, cứ đầu mà sấy. Úi rồi, ôi chó đâu ra này, ui chết rồi, bây giờ bọn nó mới sở bon mới khốn nạn như này. Rồi. Mày ma nó trâu thế. Ui con này con đầu đàn ạ. Ấy con kia con đầu đàn nó cắn đau lắm, không lại đâu, con đầu đàn khỏe lắm. Làm gì chứ, riêng con đầu đàn này các bạn phải chơi khẩu này này, đấy các bạn phải chơi khẩu này này, chứ con đầu đàn thì mẹ nó cắn vỡ cả giáp đây chứ các bạn. Tiết kiệm, ui còn có 700 viên thôi đấy, gồng thấy chưa. Ui mẹ cắn hỏng giáp luôn rồi ạ. Ui cái lồn ma, cái giáp khỏe như này mà hỏng được. À độ bền cái giáp này hơi thấp. Đâu đây. Úi dồi mẹ, thiên sư chúng mày. Mày chạy đâu. Khẩu này bắn vào đầu thì thôi, một chùm đam luôn ý, bắn phát tuyết tuyệt đầu luôn. Boom. Chết. Rồi ok, kết thúc, chúng ta đi tiếp nhé các bạn. Ui mẹ, khẩu sô nó khỏe quá luôn, khỏe hơn khẩu này luôn ý. Khẩu này nó phế, bắn tốn đạn đấy, cất ra. Ui dồi à, mày chết. Sấy như MB40 luôn. À, khẩu này là khẩu M416. Ui rồi con này trâu thế. Rồi xong đã hết đạn tiếp. Mày rồi ok đấy. Kinh khủng khiếp không? À, mày M416 trong PUBG đã được chuyển thể vào ARK để đi bắn nhau với cả mấy con khủng long. Ui bắn nhau với mấy con Yeti người tuyết. Sấy như đúng rồi luôn. Ui. Ôi rồi. Đập cho loài cơm đấy chứ, thấy như đúng rồi. Chết động. Chết anh. Ôi đúng má, rơi cả súng nước, đập rơi xuống nước luôn. Các bạn đã thấy sức mạnh của khẩu súng này chưa, nhưng mà tốn đạn lắm. Cái này chỉ có những người giàu mới sử dụng được thôi, chứ những người nghèo thì không nên sử dụng những cái khẩu như này nhé. Rất chi là tốn đạn lắm. Bùm. Với cả những cái khẩu này thì các bạn chế tạo nó cũng tốn rất là nhiều polymer luôn.
chứ nó không có ít ỏi gì đâu, toàn mấy nghìn, 5.000, 6, 7.000 gì đấy, 7, 8.000 đấy, khẩu này là 8.000 polymer đấy các bạn, không có rẻ đâu. Chỉ những người giàu có, những người biết sử dụng tiền mới sử dụng được cái khẩu này, chứ không thì mấy ông mà chế khẩu này ra đúng kiểu vứt xó luôn, không biết làm gì luôn, chỉ để cho đẹp thôi chứ dùng sợ nó hỏng. Đây rồi, trong đây tôi nghi còn con nữa. Ui 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 ui, rơi rơi à, rơi hả? Ui gì đây, ở đâu rồi, rơi hả? Rơi thì nó bình thường, ôi tụi nó cắn con này phá giáp kinh lắm. Ui hai con liền, chết 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 anh, ui thứ anh ơi, chết mới đi. Rồi có vẻ là đằng trước cái ghê là hết rồi đấy. Ui có một con chó nữa, ui tôi thấy nó nhiều lắm, cũng có 405 viên thôi, không biết là có qua được cái cửa ải này không. À, con rơi này, ok rồi đấy, kết thúc cửa ải. Úi rồi mình nhìn đi sơ sơ như là một con Yeti nữa. Ai ui rồi, chúc mày đồng thế. Ui ui sấy, như là sấy nằm choáng cái đâu nhỉ, tôi thấy đứng im nhưng mình bắn một lúc mày. Ui đủ quá, ghê gớm thật sự. Ui rồi đã kết thúc. Ui con nữa mày, mày hả bưởi, mày hả bưởi, mày có chết không? Tí nữa mình sẽ tắt cái phần máu đi nhá, nhìn cho nó dễ. Đấy, bắn bắn như bắn nằm choáng hay sao nhỉ, kiểu như thế thôi, tôi thấy nó cứ đứng im lại nhá. Ok tiếp tục. Ui dồi mẹ, mà con nữa, mày hú đi hú đi. Trời ơi, sấy hết cả băng đạn, sấy hết cả băng đạn. May 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 may. Ui, còn con nữa. Chết rồi, sắp hết đạn, còn có 61 viên thôi. Thua rồi, có nghĩa là cái thử thách đầu tiên của chúng ta đã hoàn toàn thua nhé các bạn. Không đủ khả năng để có mà chiến đấu lại cái thử thách đầu tiên. Quá tốn đạn luôn, 1.500 viên là không thể đủ cho khẩu này bắn được. Hết chưa, hết sạch chưa rồi. Có nghĩ có khi là được ấy, chỉ cần đi đến anti-phát thôi là chúng ta đã hoàn thành rồi. Nhưng mà đây này, úi giời ơi, ok lại được rồi đấy, thế là ok rồi. Qua màn tiếp theo, đây là những cái màn này mà mình không có TD cell nhá, nó tự động hết thú. Đây những cái chỗ này thì những cái chỗ này tự bắn rồi, chết rồi, còn khẩu súng trợ giúp nữa. Không ngon không ngon không ngon, bùm bùm bùm, khẩu trợ giúp này thì đam rất khủng khiếp. Ui mẹ đông thế, có khi là thua, thua rồi, có khi là thua. Đâu rồi, thua này, thua là thua thế nào, thua là thua thế nào, thua là thua thế nào được. Ui rồi nó cắn chết cái nào, mất thử thách luôn chứ nè, mất thử thách luôn đấy, tự đặt ra thử thách mà thử thách này hơi ngu. Ui trâu thế. Ở trong cái hang này thì toàn những cái con mà nó 700 mấy nghìn cấp trở lên nhé, không có con này yếu kém đâu. Mày ui bắn mất 7k máu quá. Ui rồi ui rồi ui, khẩu này bắn bắt đầu nó chùm đam luôn nhé, khỏe vô địch luôn. Ui nhưng mà bọn này cắn đau quá, không thể lại được, bọn này nó cắn thì từng cục một. Bụp bụp, ui dồi, ui dồi. Thôi hỏng hai đồ rồi, hỏng hai đồ rồi, ai ôi hỏng hai đồ rồi, hỏng đồ rồi, hỏng đồ rồi. Mẹ mày cố lên, nó đập đau lắm, nó đập đau lắm. Ai thôi chết. Ui mẹ mày ấn loạn cái tay này, bụp. Ui mẹ 5k đam một phát. Còn mấy con rơi này này, mấy con rơi này các bạn đừng kinh thường nhé, nó cắn đau lắm đấy, cắn đau lắm đấy, cắn đau lắm, cắn đau lắm. Ui giời bắn còn đéo trúng nữa, còn 27 viên đạn. Cố lên, khẩu súng trợ giúp này là cái khẩu súng mạnh nhất nhì đấy, thực sự thì mà nói là khẩu này mạnh nhất nhì, nhất nhì rồi, sức mạnh rồi. Thằng kia con rơi nữa, không được dùng kiếm đấy các bạn, gọi thử thách dùng súng đi hang mà đéo ai đi dùng kiếm bao giờ.
Ok, con này có 450 cấp, con này yếu lắm này. Ui mẹ, đằng này còn mấy con nữa. Đằng này còn đông lắm. Đông lắm, ui. Bắn phát 10.000 máu nhé các bạn nhìn nhé. 10.000 máu bắn phát 7k luôn. Hack mịa rồi. Cứ bắn vào đầu nó lên, nó búp đam lên. Ấy, thôi, xong. Không cứu được rồi. Mình gầm cự đến tận đây là mình cũng gọi là kinh khủng khiếp rồi đấy. Ây hay rồi. Ây rồi. Phát cuối cùng. Phát cuối cùng. Còn có 10 viên đạn thôi. Không đi được. Game khó quá. Game khó. Game khó. Tí nữa đến gần 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 cái chỗ anti-phát cơ. Nó đông kín luôn, nó đông chi chít luôn ấy. Tôi thề với các bạn, tí đến nhá. Nó đông không nhìn thấy đường luôn. Đây này, anh em chuẩn bị nhìn đây này. Ok. Sắp đến nơi rồi. Các bạn cố lên. Úi giời ơi. Thôi, chịu thua thôi. Mình sẽ sử dụng sức mạnh. Gọi là sức mạnh cuối cùng. Úi giời. Ui. Chịu thua, chịu thua. Vậy là thử thách đầu tiên là chúng ta đã là hoàn toàn thất bại nhé các bạn. Ok. Hôm qua là thử thách đầu tiên, chúng ta sẽ đến là thử thách đi hầm ngục tiếp theo. Ok anh em ơi, đây rồi. Chúng ta đến với hầm ngục đây rồi. Những cái hầm ngục này mình như là mới sao nhỉ? Thôi thì mình sẽ đi cái hầm ngục 100 cái đung heo này là cái gì ta? Thôi mình sẽ đi cái này 100 này tôi cũng không biết là cái gì luôn ấy, bởi vì mình chưa đi. Mình sẽ đi cái hầm ngục này nhé các bạn. Hầm ngục con gà, con tê đô bớt. Chúng ta sẽ thử đi cái hầm ngục này nhé các bạn, xem nó sẽ ra làm sao. Ok, với 1.500 viên đạn và hai khẩu súng máy mạnh nhất, một khẩu shotgun và một khẩu tiểu liên hơi nát nhỉ. Chắc là wifi của mình nó bị thế đấy, wifi của mình nhiều khi nó bị giới hạn cơ, nó không cho bắt luôn, mà nó nát quá, nó không dùng được cái mạng cơ. Nó anh em từ từ vào hầm ngục nào cũng lâu mà, cứ bình tĩnh từ từ. Nhưng mà bình thường mình vào nó nhanh lắm mà, sao hôm nay vào lâu nhỉ? Đây đây rồi. Ủa là sao không cho vào à? Không cho vào luôn kìa. Đùa thế. Vô lý mày. Không cho nó vào nào. Đây. Ô này. Bây giờ nó mất bắt mất 5 bơ. À đây. Vào được rồi. Đu má nãy vào thì nó không được. Bây giờ vào tự nhiên lại được. Ok nhớ, tôi sẽ mua cái ấy. Mua cái này. Được rồi. Và mua 8 cái này nhé các bạn. Ok, chúng ta sẽ đến với chiếc hầm ngục easy đầu tiên. Và cái này có một đường à? Một đường hay là hai đường nhỉ? Đâu, hai đường liền đấy chứ các bạn. Tôi đi hướng đường này nhé. Đi đường này lấy hai cái giờ hay lấy hai cái ấy đó. Ở chỗ này nó có hai cái gì nhỉ? Đúng rồi, hai cái dương. Cứ đi lấy cho nó có đi. À mà không, mình có đi hầm ngục đâu, mình đi lấy dương là cái đéo này. Thôi quay về. Từ từ đã. Lấy nốt xong đi xem đây xem nó có cái gì nhé các bạn. Đi hầm ngục tôi cũng đâu có định lấy ấy đâu. Đây phải nước không? Ô, đến luôn. Đô đô và cái con gì nhỉ? Con đô đô và con đéo gì? Rồi. Sấy đi nào. Ui bọn này trâu lắm, bọn này trâu lắm. Không yếu như bắt tự các bạn tưởng tượng đâu. Con này trâu cực kỳ luôn. Ôi, 3k6 một con mà sao trâu thế? Vô lý. Sấy sướng thật đấy. Ai ôi, nhưng mà nó cắn bọn này cắn phá giáp lắm. Con đô đô mà. Con đô đô này. Ôi, hỏng giáp rồi. What the, một phát cắn luôn ạ. Đù ma, bọn này cắn ghê thế, cắn hỏng giáp luôn này. Ui ôi, nó trâu cái rồi. Mình không hiểu sao mình sấy 3.000 máu của bọn nó mà sao mình yếu thế nhỉ. Từ từ đã. Mình vệ setting lại. Video. Ok. Để xem nào, sao lại đam mình yếu đất ta. Đây đây, đam vẫn từng cục một đây. Còn có 1.300 viên thôi. Đây đây, đam vẫn thế mà. Hay là nãy nó bị lỗi đam nhỉ. Đây, chỗ này có cái đường này mình đi rồi. Đi tiếp. Để tôi xem nào. Ủa, để không đi, cho đi vào.
một game bị nỗi hả? Đi lên, không cho đi vào. What the, nỗi game ấy hả? Thế là xong rồi, quay lại là nó hết đi à? Rồi quay lại đi. Chỗ này cũng đi rồi nhá. Đây, chúng ta đi đi tiếp xem nào. Cái hầm này là hầm mới, mình chưa từng đi nhá. Anh em đừng bảo tôi đi rồi đấy. Cô ăn cánh cụt 7 màu này. Đô đô 7 màu, con đô đô đấy size to nhỉ? Hay là tôi bắt con đấy phải ấy nhỉ? Không, nếu bây giờ sell game lại mà đi bắt con đô đô đấy thì cũng hơi gì đa đấy, hơi khoai nên là thôi đéo bắt làm gì. Ôi, cứ tưởng cái hầm. Có cánh cửa nào mày khóa thì mày mở cho tao luôn đi. Đỡ phải đi tìm chìa, tốn thời gian ra. Toàn đi như này cũng mất thời gian này, tốn nước phết. Ừ nhỉ, mình quên không mang nước cơ, còn quên không mang cả quả cà rốt đi cơ. Không mang bình nước luôn, tí mới khốn nạn này. Đấy, stamina hơi bị tốn luôn đấy. Này là cái gì? À, nước hả? Có nước, có nước. Tôi nghĩ là có một cái loại thuốc gì đấy đâu. Đây, mua cái này đi. Có cái gì mà nó không cần nước không ta? Cái nào mà nó đấy cơ. Mà đi tiếp đi. Chứ cái đùi gà kia thì à, đầy phút mới nước rồi đấy, ngon. Thế thì khỏi no vấn đề nước nhá. Chỗ này chỗ nào đây? Mẹ game ảo thế nhỉ? Thế là tôi phải đi núi nào bây giờ? À, đi đằng này, đi đằng này các bạn ơi. Đây, đi chỗ này, đi thẳng đằng này xong rồi quanh ra đằng kia. Là chúng ta đến được một cái hầm ngục nhé các bạn. À, đến được một cái hầm để đánh boss nhá. Đây, chỗ này, đi thẳng đường này. Đúng rồi, đúng rồi. Hầm con gì đấy? Một cái hầm này đi rồi. À, đây, đi thẳng đây, một cái hầm nữa, sao hầm này dài lắm. Đây này, chính xác là cái hầm này. Nào là cái gì đấy? Ủa, đây không phải hầm à? Ô, con ta bây ra này. Ngon. Ui, con này trâu lắm. Ui, ta bây ra level cao luôn nhá, 435 cấp luôn nhá. Ui, tính ra em này ngon phết nhỉ, hay là mang về nhà để bắt nhỉ. Nhưng mà ù mẹ ta bây ra trong đây có chứng độ trong đây có đấy. Đây này, thế thì để tập sau mình sẽ bắt ta bây ra 7 màu cho các bạn xem luôn nhá. Nhanh không, thì nếu mà tôi đã phát hiện một con ta bây ra 475 cấp trong đây, là 435 cấp trong đây, gần mắc cấp luôn, quá là ngon anh em ạ. Ui, con Pelagolin nữa này, 300 cấp. Không, không thiết. À, bí ra các bạn cách lấy ngọc nhé. Bình thường ấy, các bạn lấy ngọc ấy thì các bạn đừng, đây này, mình lấy, mình ấn, các bạn ấn vào hai lần ngọc ấy là nó sẽ ra một cái chìa khóa màu vàng. Thì các bạn muốn lấy ngọc thì các bạn ấn take on ở bên dưới này, cái dòng bên dưới này, ấn vào là nó sẽ không có chìa khóa nhé. Lúc đấy các bạn chết thì các bạn ra ngoài thì nó không cần phải chìa khóa đâu. Đó, ok. Đó, cái đấy thì chắc là ai cũng biết rồi, mình chỉ hướng dẫn lại thôi. Đi tiếp. Cái này chưa hết được, đi qua đằng này một đoạn dài đấy cơ mà. Làm sao út kia con nữa kìa. Ui, hầm này nhiều ta bây ra thế. Ngon. Ngon dữ mày. Ui, cái lồ má hai chỗ đều có bẫy à. Ui, cái hầm này mà bảo easy đấy hả? À, mày khó vãi cứt nè. Đéo đi đường này. Ở đâu nữa nhỉ? Thôi thôi, quay lại. Khỏi lấy làm gì? Không cần phải lấy nhá. Đi thôi, quay lại. Mẹ thấy đéo nào cho được, khó thế không biết nữa. Đi làm sao đi xuống bên dưới được cơ? Vậy thì mình mới đi qua được. Thế là đi xuống bên dưới này này. Thì nó mới có cái hầm cho mình đi qua. Mình mua 8 cái chìa khóa rồi cơ mà, có dùng cái gì đâu. Đây, đi xuống bên dưới. Chứ tôi có tận 8 cái chìa khóa rồi thì làm cái gì nữa. Người có tiền người ta tiêu xài, người ta phải như thế. Đâu nhỉ? Đây. À đây rồi. Mày tốn thời gian cuộc đời tao.
con gì đấy? Thằng này là con T-Robot. Thế thì chúng mày chết rồi. Cứ lần lượt thôi các em ơi. Bọn này nó chạy nhanh lắm. Ui chạy nhanh thế. Ui. Ui. Mẹ cắn toàn cục máu một. Ba lần cơ. Ui ôi mẹ bọn này nó sấy này. Nó sấy còn nhiều hơn cả tôi bắn đấy. Đủ má khẩu súng nổ này đéo tự lạp đạn đi cái khẩu súng gun lần trước mình bắn. Mẹ chúng mày nữa. Tao sấy chết chúng mày luôn đây này. Rồi ok, lạp đạn tiếp. Bọn này phá giáp ghê gớm quá. Mày chết. Rồi một con đi rồi đấy. Ui còn tận 1.000 viên đạn nữa cơ, tha hồ bắn. Nhưng mà bọn này nhanh quá. Mày nữa. Ui 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 ui. Cắn khá đau nha các bạn. Đây. Hoàn toàn chết hết T-Robot rồi. Tất cả đều 450 cấp các bạn có thể bắt về mà. Lấy về mà hồi sinh nhá. Ui bọn này rẻ lắm. Này. Con Tabeza 435 cấp chỉ mất có 12 Amber thôi. U 12 Amber đối với tôi nó chỉ mày nhanh lắm. 10 phút tôi đã có hơn 1.000 Amber rồi. À đâu hơn 100 Amber rồi. Thế mà 12 Amber nó rẻ quá luôn ấy. Nó quá rẻ so với chất lượng. Đây đi tiếp đây nào. Ô. Đây hầm nữa. Agentavit. Mũi Agentavit à? Ui cả con muỗi. Cả con mũi nữa. Ôi cái hầm này. Như thế này tôi lại tưởng cái đường đi qua bình thường ấy nhỉ. Agen David thì 450 cấp rồi này. Ui ngon thế nhỉ. Ui hầm này ngon này. Để đợt sau tôi vào hầm này tôi lấy những ngọc thú ra hồi sinh nhá. Chứ ở cái hầm đợt trước mình đi ấy là ôi một con đâu ấy nhỉ. Hầm đợt nọ mình đi là nó chỉ có 405 cấp thôi. Hầm này ngon lắm. Dễ và lại còn đi nó nhanh nữa. Tất cả thú đều 450. Ui dồi. Ui dồi. Rồi. Xong luôn. Ơ còn một lần nữa. Còn tận 700 viên đạn cơ. Có khi nó đi được cái hầm này đấy. Mẹ nhanh quá ông hộ. Sấy. Sấy như đúng rồi luôn. Mình sẽ không lấy ngọc thú đâu nhé. Bởi vì lần này mình chỉ test đi hầm ngục thôi. Thử thách đi hầm ngục thôi mà các bạn. Ở đây đi đi trên đây. Ủa, mẹ nói nhiều quá đau mồm. Đây. Cố lên chúng ta sắp win cái hầm ngục giải rách rồi. Như sắp xong rồi. À sắp xong rồi. Giường to vãi. Đây đúng không? Đi xuống dưới này đúng không? Đây. Ôi sao mấy cái giường này nhìn to nhỉ, bình thường giường nó bé tí cơ. Mà không biết nó cho này cái gì không. Ui cho mấy cái đồ tech rẻ rách này nè. Còn mấy cái đồ vớ vẩn ở đâu thôi. Đây rồi, hầm to nhất. Hầm này có con gì đây? Đô đô khổng lồ à. Ui đông đô đô đấy. Ui dồi ôi. Hầm này nó nhiều đô đô vãi cứt ra. Mà mỗi con nó chỉ có ủi hầm này đúng dành cho khẩu súng tiểu liên này luôn. Nhưng mà nó đông quá không biết nó cắn có đau không. Mà mình không lên động vào nó nhé. Nó đông lắm. Ui thực sự mà nói thì khẩu súng tiểu liên dành cho cái hầm này luôn ấy. Nó đông cực kỳ các bạn thấy niên thanh này luôn. Rất là đông luôn. Trời. Tưởng lần này phải giết theo đợt chứ. Ồ, úi trời ơi mẹ đông thế. Bắn này nó sướng. Bọn này máu tất cả đều máu trung bình cả. Máu đều 450. À cấp đều 450 và máu tất cả đều máu trung bình. Nhưng không biết là về cấp cuối nó sẽ khủng bố như nào. Ôi dồi ôi. Còn 500 viên nữa. 500 viên nữa. Này yếu mà. Bắn nhanh ý. Sướng gì. Sướng lắm. Sấy. Sấy này.
tí xíu không? Mẹ. Cộng 1 độ ngầu. Cộng 5 độ dầu luôn nhé. Xong rồi. Một lần cuối cùng còn 300 viên nữa. Ui, bọn nó đang tiến về. Nó à đây này. Đi thẳng cái này phát là xong luôn à. Là đến luôn à. Cũng nhanh nhỉ. Sấy. Tay. Sấy đi, cố lên. Ui. Sấy điếp. Trời. Mọi nhìn sức mạnh như chưa. Rồi, xong rồi. Đến thẳng hầm ngục luôn, còn 200 viên nữa. Còn hơn 220 viên nữa để đến hầm ngục luôn đều. Wow. Chúng ta sẽ enter và xem con boss này con boss gì nhé, đừng bảo lại gà khổng lồ nhé. Vâng ạ, tôi nhìn con kia đúng một gà khổng lồ rồi. Một con gà khổng lồ các bạn ạ. Vâng. Con này. Ui, con gà bằng bằng nào bằng robot à? Đâu ấy? Ui, bắn trứng mày. Ui, 127.000 máu cơ, giáo biết có đủ không? Vậy đéo ổn nhỉ. Con này cắn không biết có đau không, nhưng mà tôi nghĩ là nó cắn đau đấy. Không nên đi gần nó làm gì. Ui, đừng, đừng, đừng làm thế bạn ơi. Mày à. Nó nhảy. Thì người đích đang đánh nhau nhảy. Ui, đám gà này nhiều gà con quá. Gà con thì có lẽ tí mình sẽ dùng kiếm đi. Mày sấy cho mày tung đít luôn. Gà con này chỉ có 15 cấp thôi. Các bạn dùng kiếm hoặc là dùng tay mà các bạn đánh nhé. Chả việc gì phải dùng súng làm gì tốn đạn à. Mẹ, công nhận con chó giái này nó tốn đạn thật đấy. 100.000 máu cơ. Không có yếu kém gì đâu. Con này tí phải sử dụng đến khẩu shotgun rồi. Ui dồi. Mày làm thế là cái gì? Mày bắn tuyết ít này. Ui. Ủa. Ô choáng này. Ui. Vâng, thử thách kết thúc. Thử thách kết thúc các bạn ơi. Mồi cắn đi luôn. Ok thì như anh em cũng đã thấy là cái thử thách này quá khốn nạn. Để mà nói là 1.500 viên đạn nó ít quá. Đấy nhá, phải là mẹ mày 3.000 viên đạn. Thì may ra mới đủ cho khẩu súng này chứ có. Ok, và chúng ta nó mất hết tất cả mọi thứ, chỉ còn lại mỗi 2 viên ngọc. Đây này, tại mình hết giáp này, đơn giản nó cắn đau quá. Rồi má nó ghê. Ok, thấy rồi nhé các bạn. Được rồi, thì clip của mình cũng chỉ đến đây thôi. Anh em thấy hay thì nhớ nút like và đăng ký để ủng hộ mình nhá. Rồi mình sẽ cố gắng ra tập sau sớm nhất có thể. Tôi sẽ đi bắt mấy con Penagolit này, mấy con Terobird này, vừa vào vẫn nữa. Đó, cái viên ngọc của vừa lấy mình đấy, con Tabiza mà nó bị khóa, nó biến mất luôn. Bạn chết này con nó mất luôn. Thế này anh em lấy, các bạn không nên lấy theo cách ấn vào ngọc nữa.